Xếp thứ hai, tây diện phát bóng trước. Một điều. Qua luôn. Ghê vậy. Đuối rồi. Hai điều. Điểm cho đội chủ nhà 3-2. Trời ơi, bóng ngoài luôn. Đội điểm cho 3 điều. Tông gì bên bóng đẹp không à? Đếm chủ nhà 4-3. Giờ có thêm cầu của Thái Diêu nữa, tứ gì chịu nổi. Bốn năm. Điểm cho chủ nhà 6-4. Điểm cho tư diện 5-6. Chịu. 5-6. Điểm cho chủ nhà 7-5. Bảy năm.
gọi điểm cho tư diện 67. 67. Lại để đâu tăng rồi. Nhắn tính thôi mấy ơi. Một một tốt, gọi điểm cho chủ nhà 86. Điểm cho đội chủ nhà 96. 96. Bảy chín. Thôi bảo công chị cháu rồi thôi, có nhiều gì hết rồi thôi. Mười bảy. Pha bóng không vào lưới, đội điểm cho tư diện 80. Điểm tư diện 80. Mình phải nhận định cái bóng nó còn hay chết đi sao chứ trên xuống không còn trắng của tiền rồi ai gì nữa. Quá mạnh. Đội điểm cho chủ nhà 11-8. 11-8. Điểm cho tư diện 9-11. Không ngay em đỡ, còn mà hồi vừa là anh đỡ cho. Bước 1 tốt quá. Một tốt, đội điểm cho chủ nhà 12-9. 12-9. Trắng ra ngoài. Điểm cho tư diện 10-12. 10-12. Điểm cho tư diện 11-12. 11-12. Điểm 13-11 cho chủ nhà. Điểm dữ à? 12-13. Khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Điểm cho tư diện 13 đều. Chủ nhà hỏi ý. Đội chủ nhà xin hỏi ý. Mười ba đều. Quá mạnh. 14-13. Mười bốn mười ba.
điểm cho tôi Diệm 15-13. 15-13. Rồi điểm cho tôi Diệm 14-15. 14-15. Bảo ơi 14-15. Mười lăm điều. Câu một, câu một. Tư Diện giành chiến thắng xếp thứ hai 16-15. Hai đội đang tạm hòa nhau một đều. Chúng ta sẽ có xếp 3 ở trận bán kết thứ hai.